Xin chúc đại lễ chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể các cấp chính quyền cũng như các quý đồng bào đã bước vào xa nhà khác để chờ với chúng tôi chúc con thân mạnh. Tiếp theo chương trình đọc sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo trong ngày đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 85 năm ngày cuối cùng giới chủ ra sáng tạo Phật giáo Hòa Hảo. Nhóm chương trình chúng tôi xin thành lòng đọc lại 8 điều răn cấm của Đức Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo: khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu mình làm lỗi thì dứt bỏ và giữ những điều chánh đáng sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á rượu, chơi bời theo đàn biến, phải giữ cho tròn lương tiếng tan gan ngủ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải bằng chuyện sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên ghi gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi lắng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà hành quân và đạo tu, tình ích kỷ và số phận kẻ giàu sang của người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nghiền rủa vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào vì thần thánh không bao giờ nhận hối lộ và tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh làm tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc và giấy quần áo mà đốt tiền vô lý, vì cõi diêm dư không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói đắt và thật. Điều thứ bảy, biết trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý, rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi gọi cái thương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu giúp chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn không quá nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan tính thái quá mà làm cho đạo đức suy rồi. Yeah.